Mến chào bà con, mình đã quay lại với kênh của Nghiên cứu Luật Việt Nam. Thì trong cái series tư vấn về các tội liên quan tới các tội về hình sự, thì hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con về các tội mà lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Đây cũng được dạng thuộc dạng là tội phổ biến nhất hiện nay mà các dạng tội phạm được thực hiện. Và cái một câu hỏi đặt ra thì cái tội lạm dụng tín nhiệm tài sản, chiếm đoạt tài sản là nó như thế nào, là gì, và khi mà mắc phải cái tội này phải đi tù bao lâu? Thì cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một trong những cái hành vi xâm phạm về quyền sở hữu phổ biến. Vậy thì việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có gì khác so với các hành vi chiếm đoạt tài sản khác? Thì có một câu hỏi đặt ra ở đây, thì thế nào là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản? Thì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là việc, là hành vi là vay mượn thuê tài sản của người khác và nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức như là hợp đồng, rồi dùng các thủ đoạn như là gian dối hoặc là bỏ trốn để chiếm đoạt cái tài sản đó, hoặc là sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp, dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Và các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là được thực hiện do cái lỗi cố ý, mà mục đích là muốn chiếm đoạt được cái tài sản đó. Sau khi nhận được cái tài sản của người khác là một cách là hợp pháp, gọi là ngay tình, thì người thực hiện vi phạm mới dùng cái thủ đoạn mà gian dối để chiếm đoạt cái tài sản đang do mình quản lý. Và trong đó thì cái thủ đoạn mà gian dối là được thể hiện là bằng những cái hành vi cụ thể nhằm đánh lừa chủ sở hữu hoặc là người quản lý tài sản. Và tiếp theo đó thì ngoài ra thì người không dùng thủ đoạn gian dối mà sau khi đã nhận được cái tài sản một cách hợp pháp rồi bỏ trốn với là ý thức chiếm đoạt tài sản, thì cũng là các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khi mà đánh giá các hành vi bỏ trốn của người vi phạm cần phải xem xét là một cách là khách quan và toàn diện. Và nếu là người vi phạm bỏ trốn hoặc là tránh mặt chủ sở hữu hoặc là người có quản lý tài sản vì nguyên nhân khác thì không coi là bỏ trốn mà để chiếm đoạt tài sản. Và trường hợp bỏ trốn thì để chiếm đoạt tài sản là hiện vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giải thích và hướng dẫn triệt để. Và trong thực tiễn thì có một người sau khi vay mượn và thuê tài sản bằng các hình thức là hợp đồng rồi bỏ trốn, nhưng mà để chứng minh họ là có bỏ trốn là nhằm chiếm đoạt tài sản hay không á, là một cái vấn đề còn nhiều vướng mắc trong thực tiễn và áp dụng. Và có nhiều người đặt ra câu hỏi là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là bị phạt thế nào, bị phạt tù bao lâu á, và xử phạt hành chính là bao nhiêu. Thì về mức phạt hình sự thì căn cứ điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau. Thứ nhất là người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đồng đến dưới là 50 triệu đồng hoặc là dưới 4 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính. Về các hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc là bị kết án về cái tội này, hoặc là về một trong các cái tội quy định các điều
168, 169, 170, 71, 72, 73, 74, 290. Chưa được xóa án tích mà vẫn còn vi phạm hoặc là tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thì tại điểm A thì có hành vi vay mượn thuê tài sản người khác hoặc là nhận được tài sản của người khác bằng hình thức là hợp đồng, rồi dùng cái thủ đoạn mà gian dối hoặc là bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó, hoặc đến thời hạn trả lại cái tài sản mà mặc dù là có điều kiện khả năng nhưng mà cố tình không trả. Tại điểm B thì vay mượn thuê tài sản của người khác hoặc là nhận được cái tài sản của người khác bằng hình thức là hợp đồng và đã sử dụng cái tài sản đó vào cái mục đích là bất hợp pháp, dẫn đến cái không có cái khả năng mà trả lại tài sản. Về phần 2 thì phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Tại khoản 2 có quy định là có tổ chức, B là có tính chất chuyên nghiệp, C là chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới là 200 triệu đồng, D là lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc là lợi dụng cái danh nghĩa của cơ quan tổ chức, điểm D là dùng thủ đoạn là xảo quyệt, E là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, điểm G là tái phạm nguy hiểm. Và tại khoản 3 quy định là phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt từ 5 năm đến 12 năm. Và tại khoản 4 là phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Khoảng 5 là có quy định là người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến là 100 triệu đồng. Là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm công việc mà nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc là tịch thu một phần hoặc là toàn bộ tài sản con ha. Và tại tại đây thì theo quy định trên thì cái hành vi mà lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với cái giá trị tài sản bị chiếm đoạt là từ 4 triệu đồng trở lên hoặc là dưới 4 triệu nhưng mà đã bị xử phạt hành chính hoặc là đã bị kết án về một trong các cái hành vi chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà tái phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự với cái hình phạt chính lên đến 20 năm tù. Ngoài ra còn có thể bị áp dụng cái hình phạt bổ sung là phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề công việc nhất định đến 5 năm hoặc là tịch thu tài sản. Và về mức phạt hành chính về thì người thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với cái giá trị là tài sản là bị chiếm đoạt là dưới 4 triệu đồng á, và không thuộc trường hợp bị xử lý hình sự thì có thể bị phạt hành chính về cái hành vi mà dùng cái thủ đoạn mà gian dối hoặc là bỏ trốn để chiếm cái đoạt cái tài sản của người khác. Theo đó thì người thực hiện cái hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì có thể là bị phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng. Và theo điểm C khoảng 1 điều 15 nghị định là 167 năm 2013 nghị định chính phủ thì trên đây là các quy định để xử lý
hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nó cũng giống như cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vậy bà con ơi. Nếu như bà con có thắc mắc liên quan thì vui lòng có liên hệ số điện thoại là 0847106639 thì để được hỗ trợ tư vấn. Cái video đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn bà con đã xem video đến giờ phút này. Thì bà con vui lòng cho chúng tôi tạo động lực bằng cách là đăng ký kênh. Nếu cảm thấy hay thì bà con có thể cho chúng tôi một like và chia sẻ và để lại bình luận phía dưới phần video này. Xin trân trọng cảm ơn bà con.